Tập 7. Ông chủ, cuối cùng ông cũng ra rồi. Bố và mẹ tôi đâu? Sức khỏe của giám đốc Tiêu không tốt, phu nhân đi trị bệnh cùng ông ấy rồi. Bố tôi sao vậy? Từ khi anh vào đó, lão già đổ bệnh. Để đợi anh ra ngoài, ông ấy cố gắng chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay. Trước đó không lâu, cố phu nhân tìm cho giám đốc Tiêu một vị danh y. Phu nhân khuyên mãi ông ấy mới chịu rời khỏi Thượng Hải đi Hồng Kông. Gia Lệ. Mẹ. Có chuyện gì sao? Thân là mẹ vợ, là trưởng bối của người ta, chỉ có chuyện mong con gái con rể được tốt thôi. Làm gì có ai khuyên chúng chia tay nhau chứ. Đừng có nhìn má tiếc. Giọng cô to tới nỗi thần tiên trên trời cũng nghe thấy. Mẹ à, Phương Tuấn Kiệt đối xử với Vũ Đồng không tốt. Hai đứa nó đã không có tình cảm với nhau, thì việc gì cứ phải ở cùng nhau, có ý nghĩa gì chứ? Lúc trước đã nói rồi, mối hôn nhân này là Vũ Đồng cầu xin nên mới có. Có quốc ức gì thì cũng phải tự mình gánh lấy. Sao bây giờ lại trách Tuấn Kiệt người ta chứ? Giống như năm xưa, Bá Dung biết tôi không thích phụ nữ trong chốn giải trí mà nó vẫn cưới về. Tôi còn cách nào khác hay không? Mẹ à, con thấy Phương Tuấn Kiệt đó ngày càng không ra gì. Mục đích của nó là tiền của nhà họ Tôn. Nếu mẹ còn không khống chế nó, vậy thì sau này xưởng bột mì Đại Phát sớm muộn gì cũng sẽ đổi thành nhà họ Phương. Con chỉ nghĩ cho nhà họ Tô chúng ta thôi. Tôi thấy cô nghĩ cho bản thân của cô thì có. Mẹ à, mẹ có thể không thích con, nhưng mà không được nghi ngờ sự trung thành của con với nhà họ Tôn. Từ khi con gả cho Bá Dung, con chưa bao giờ có ý đồ xấu với nhà họ Tôn. Điều này ai ai cũng thấy. Đúng vậy, ai ai cũng thấy. Mắt của mọi người đều chưa mù. Mẹ à, được rồi. Từ nay về sau, tôi không mong mình nghe được những câu du quan cho Tuấn Kiệt. Du quan sao? Không chứng không cứ thì là du quan. Xin lỗi. Phương Tuấn Kiệt, Vũ Hàm là vợ của tôi, sao lại dành với tôi chứ? Hãy trả cô ấy cho tôi. Tiêu Kiếm, bình tĩnh một chút đi. Tôi bình tĩnh kiểu gì chứ? Nếu tôi và cô ấy kết hôn thì anh bình tĩnh không?
tôi có thể khiến anh chết một lần thì cũng có thể khiến anh chết lần hai. Đừng mà. Phương Tuấn Kiệt, rốt cuộc anh có bản lĩnh gì mà lại khiến hai cô gái điên cuồng vì anh? Phủ Hàm, rốt cuộc anh có gì thua Phương Tuấn Kiệt đó? Sao em lại không coi anh ra gì chứ? Sao họ lại được sát cánh bên nhau, còn mình thì phải chịu khổ trong ngục tù? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Phó Tổng, anh đi đâu vậy? Từ giờ trở đi anh phải gọi tôi là ông chủ. Dạ, ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Tới nhà họ Tô. Nhà họ Tô, bây giờ sao? Phải, ngay bây giờ. À không, đi mua vài món đồ trước, không thể tới đó tay không. Ông chủ à, có một chuyện sợ là anh chưa biết. Phương Tuấn Kiệt kết hôn với cô Tô Vũ Đồng rồi. Chuyện từ bao giờ? Đã 3-4 năm rồi đó. Vậy còn Vũ Hàm đâu? Tô Vũ Hàm tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói là không ở nhà họ Tô. Lão phu nhân, uống nước đi. Bà nội, Tiêu Kiếm, cậu ra ngoài từ khi nào? Cháu ra ngoài đã được 2 ngày. Mấy hôm nay bận xử lý công việc, cho nên hôm nay mới đến để mà tạ lỗi. Cháu có chút quà, mong bà nội nhận cho. Tôi không cần đâu, cậu cầm về đi. Bà nội, cháu là bị ma xui quỷ khiến. Cháu biết lỗi của cháu phạm phải rồi, có xin lỗi nhiều lần thì cũng không bù đắp được sự tổn hại của cháu gây ra. Cậu biết là được rồi, tôi không muốn gặp lại cậu. Ra ngoài đi. Ra ngoài cho tôi. Bà nội, cháu biết lỗi rồi. Bà đánh cháu đi, đánh chết cháu đi. Bà cứ việc đánh cháu, đánh chết cháu cũng được. Bỏ tay ra, bà đánh cháu đi. Ta nói bỏ tay ra, bỏ tay ra. Cậu làm gì vậy chứ? Chỉ cần bà nội bớt giận thì bà đánh chết cháu cũng được. Cậu quỳ xuống làm gì? Tôi vẫn còn chưa chết mà, không cần cậu phải quỵ đâu. Bà nội, cháu biết có chết thì cháu cũng không hết tội. Ngày nào cháu cũng trách bản thân mình ở trong ngục, ngày nào cháu cũng tự trách. Cháu nghĩ tới việc bà đối xử tốt với cháu, nghĩ tới tình cảm như anh em với Vũ Hàm, Vũ Đồng. Cháu cảm thấy hối hận vô cùng. Sao mình lại kích động như vậy, phạm phải tội tày trời như vậy? Cháu, thậm chí cháu còn muốn kết liễu bản thân, lấy cái chết ra để mà tạ tội với mọi người. Cậu chết đi thì có thay đổi được gì đâu? Đúng, cháu chết thì cũng không đủ. Cho dù cháu chết cũng không bù đắp được cho nhà họ Tô. Sau đó cháu nghĩ thông suốt, chết là hành vi trốn tránh, cho nên cháu dũng cảm đối diện với nó. Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cháu tội nghiệp đầy mình. Trừ khi bà đồng ý tha thứ cho cháu, nếu không cháu sẽ không bao giờ đứng dậy. Đứa trẻ này, cháu là như vậy sao? Cháu lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ như vậy, tới chết cũng không thay đổi. Cho nên cháu mới nổ phát súng đó, có đúng hay không? Bà nội nói rất đúng. Sau này cháu sẽ thay đổi. Bà nội chỉ cần tha thứ cho cháu. Tha thứ cho cháu có được không? Người cháu phải xin tha thứ không phải bà đâu, mà chính là Vũ Đồng.
Cháu biết không, vì phát súng đó của cháu mà bây giờ nó đã bị di chứng. Sao lại như vậy? Theo lẽ bình thường, phần phổi bị thương của nó chỉ cần chăm sóc chu đáo thì có thể sẽ khỏi hoàn toàn. Đứa trẻ này lại không biết nó giận dỗi ai, không hiểu sao lại không chịu uống thuốc, bây giờ lại trở thành sự tiếc nuối suốt đời. Cháu có lỗi với Vũ Đồng, cháu không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Đứng lên đi, đứng lên đi. Bà nội kêu đứng dậy thì cháu đứng dậy đi. Vũ Đồng cũng có trách cháu đâu, muốn trách thì trách Vũ Hàm đó. Tính tình lẳng lơ nên mới gây ra chuyện như vậy. Vũ Đồng nhà chúng ta đen đuổi tám đời, cho nên mới có chị em như nó. Đúng là chị em tốt. Cô ăn nói kiểu gì vậy chứ? Không lẽ con nói không đúng sao? Nếu Vũ Hàm không yêu Tiêu Kiếm thì không nên đồng ý với mối hôn sự đó. Nếu đã đồng ý rồi thì phải chịu thôi. Nếu đã bắt cá hai tay, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền thôi mà. Cô phải hiểu cho rõ. Lúc đó là tôi đã cầu xin, xin cho Vũ Hàm nhà chúng ta để mà gả nó cho Tiêu Kiếm. Cô nói như vậy có khác gì chửi tôi không? Mẹ à, chuyện gì cũng phải có lý của nó. Rõ ràng là Vũ Hàm phạm lỗi, sao người bị thương lại là Vũ Đồng chứ? Còn có lý lẽ hay không? Hơn nữa, Tiêu Kiếm cũng đã chịu hình phạt tương ứng rồi. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Lúc đó nhà họ Tô chúng ta trong lúc khó khăn nhất, vợ chồng chính hảo đã giúp đỡ. Tình nghĩa này ta không được quên. Như vậy thì ân quán làm quà. Mẹ nói có đúng hay không? Chuyện này đúng. Chuyện này đúng là tạo nghiệp. Không được rồi, không được rồi. Tôi mệt mỏi lắm. Má tiếc. Mau mau, bảo dì tôi về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ, cô cút ra đi. Bà nội, lão phu nhân đi chậm thôi. Được rồi, đứng dậy đi. Đứng lên. Sao anh lại đến đây? Vũ Đồng, lâu rồi không gặp, em khỏe hơn chưa? Vậy thì tôi phải cảm ơn anh, đã tặng tôi một món quà cả đời này cũng không quên. Anh xin lỗi, anh không ngờ đã làm hại tới em. Tuấn Kiệt, anh đến làm gì? Tôi đến thăm mấy người, nghe nói anh kết hôn với Vũ Đồng rồi, chúc mừng nha. Đúng là muốn có chuyện tốt thì phải gặp nhiều thử thách. Nếu không trải qua thì không biết ai là người yêu mình nhất. Nói như vậy anh còn phải cảm ơn phát súng của tôi đã giúp anh tỉnh táo kịp thời. Này Tiêu Kiếm, không ngờ anh ở trong ngục rồi mà lại rõ chuyện nhà họ Tô chúng tôi như vậy. Đâu có. Nhưng mà anh nằm mơ cũng không ngờ rằng Vũ Hàm lại rời khỏi nhà họ Tô đó. Không phải là yêu tới mức chết đi sống lại sao? Sao lại quên một cách dễ dàng như vậy? Cứ tưởng anh sẽ tốt số hơn tôi, nào ngờ anh còn thảm hơn tôi. Nếu có giỏi anh nói lại xem. Tuấn Kiệt, Vũ Đồng, Vũ Hàm đâu rồi? Tìm cô ấy làm gì? Gặp hết mọi người nhà họ Tô rồi, không thể bỏ qua cô ấy được. Thật sự mà nói, tôi rất là nhớ cô ấy. Tuấn Kiệt à, anh không bận tâm chứ? Vậy tôi nói cho anh biết, Vũ Hàm đã có chồng và có con luôn rồi. Gì à? Điều mà Phương Tuấn Kiệt nói là thật sao? Vũ Hàm có chồng có con rồi sao? Phải đó. Nó là một người phụ nữ lẳng lơ như vậy. Bao nhiêu năm trước dì đã nói với con là đừng động lòng với nó. Bây giờ con biết rồi chứ? Chồng cô ấy là ai? Không biết. Chết rồi. Chỉ cần là người liên quan tới Vũ Hàm thì đều không thể có kết cục tốt. Phương Tuấn Kiệt gặp người cố chấp như Vũ Đồng nên mới tránh được một kiếp nạn. Nếu không, kết quả ra sao con cũng nhìn thấy rồi đó. Cô
Anh biết rõ chồng của Vũ Hàm chết rồi, sao lại còn nói như vậy? Vậy em muốn anh nói sao? Em thấy là anh sợ Tiêu Kiếm đi tìm Vũ Hàm, nên mới lấy chồng con cô ấy ra làm bia đỡ đạn. Em lại muốn nói gì? Nói đi. Có phải anh lén gặp Vũ Hàm sau lưng em không? Anh nói đi. Trả lời em đi. Anh chỉ lỡ lời thôi. Em đừng dạch lá tìm sâu. Anh chắc chắn đã gặp Vũ Hàm sau lưng em. Anh không thẹn với lòng. Em không tin. Nếu như anh chột dạ thì sao không cho em tới xưởng đi làm chứ? Anh sợ em không đủ sức khỏe, lỡ đâu phát bệnh ai chịu trách nhiệm chứ? Xưởng của chúng ta mệt thì nghỉ thôi, anh lo lắng cái gì? Vậy không phải là công tư bất phân sao? Sau này anh làm người ta phục anh kiểu gì? Được rồi, dù sao thì anh nói như thế nào cũng đúng. Ông chủ, Phương Tuấn Kiệt vừa chào, anh có gặp được không? Không ngờ Vũ Hàm vẫn gả cho người khác rồi, phí 5 năm ngồi tù của mình. Phương Tuấn Kiệt, mày là kẻ gây ra mọi thứ, tao sẽ ghi mọi mối nợ lên đầu của mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lái xe đi. Đúng là ông trời giúp mình. Ông chủ, anh tìm tôi sao? Sao, anh không làm được hả? Chuyện này tôi chưa làm bao giờ. Nhưng mà chưa làm không có nghĩa là không làm được. Hay anh để tôi thử nha. Đi đi. Nào nào, mọi người qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Tôi nói mọi người một chút. Qua đây. Lô hàng này là lô hàng mẫu được đưa tới gia đình để thúc đẩy lượt tiêu dùng, cho nên không được có bất cứ lỗi nào, biết chưa? Dạ biết rồi. Chút nữa chúng ta bắt đầu chia nhóm, sau đó thì đóng gói. Lúc đóng gói phải chú ý tới miệng túi, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Chúng ta phải làm loại bột mì tốt nhất, loại tốt nhất mới mở rộng thị trường của chúng ta được, có biết chưa? Dạ biết rồi. Chuyện sẽ nổ ra ngay thôi. Tới lúc đó tuyệt đối không được hoảng loạn, có biết chưa? Đương nhiên rồi. Anh đừng thấy Vương Tiểu Mao tôi là một người ít học, chút tâm tư đó tôi vẫn có. Lỡ đâu điều tra ra là anh, tuyệt đối không được thừa nhận. Chuyện này mà có người phát hiện là phải ngồi tù đó. Yên tâm đi, tôi không phải kiểu không chức mạng như vậy. Nhưng mà số tiền này hơi ít. Chuyện mà làm to ra tôi sẽ cho anh thêm tiền, nhưng nếu không vì bệnh tình của mẹ tôi. Được rồi, tôi sẽ đưa cho anh tiền mà. Tôi có thù với nhà họ Tô, cho nên tôi tới để báo thù. Này người anh em, sau này có nhiều cơ hội cho anh kiếm tiền lắm, hiểu chưa? Vậy tôi đi trước nha. Tiểu Mao, trưởng ban Chu đã đỡ chưa? Tôi uống thuốc cho nên đỡ rồi. Tôi đi làm việc nha. Được rồi, làm việc đi.
Có chuyện gì, Phương tổng? Là như vậy, Vương Tiểu Mao bị đau bụng, cả sáng đi vệ sinh mấy lần rồi. Tôi thấy cậu ấy không khỏe nên kêu cậu ấy đi khám. Được rồi, ông xử lý rất tốt. Cảm ơn Phương tổng. Cho hỏi, có phó giám đốc Hoa ở đây không? Anh ấy đi bàn công việc rồi. Có chuyện gì vậy? Tháng này toàn đơn lớn. Phó giám đốc Hoa lo việc sản xuất không kịp tiến độ. Bây giờ giao hàng đúng hạn rồi. Tôi tới báo cáo để anh ấy yên tâm. Vậy đơn ở gia đình Gia Hưng đã có hàng chưa? Dạ, đang đóng gói. Tôi nghĩ hôm nay chắc chắn là sẽ xong. Ông chủ, mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Anh đợi xem kịch hay đi. Anh có chắc là không bị lộ không? Không đâu, anh ta đâu có biết tôi. Hơn nữa anh ta chỉ biết có tiền thôi, không lấy mặt ai. Sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi còn một chuyện nữa. Ông chủ, anh nói đi. Đi theo nghe ngóng tung tích Tô Vũ Hàm đi. Không phải anh nói cô ấy lấy chồng có con rồi sao? Tìm cô ấy làm gì? Nhà họ Tô ai cũng có ý đồ riêng. Tôi không tin bọn họ. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Ông chủ, rốt cuộc là ông muốn làm sao? Tôi muốn trả thù. Tôi muốn Tô Vũ Hàm quỳ xuống đất xin tôi lấy cô ấy. Rồi tôi sẽ đá cô ấy đi. Ông chủ, có câu này không biết là có nên nói hay không? Nói đi. Anh thấy đó, phu nhân khó khăn lắm mới đưa được anh ra ngoài. Bây giờ anh mới ra ngoài đã muốn làm chuyện như vậy. Sợ phu nhân sẽ không vui. Anh không nói với bà ấy thì bà ấy làm sao mà biết? Giấy không có được lửa. Lỡ như chuyện này mà phu nhân biết được, nếu đã như vậy thì chính anh là người bán đứng tôi. Tôi... chuyện này chỉ có anh biết thôi, không có ai biết hết. Ông chủ, anh đừng nói như vậy mà quan cho tôi. Tôi vẫn luôn trung thành với anh. Vậy thì còn lắm lời làm gì? Làm theo lời tôi nói. Tô Vũ Hàm, vì em mà anh ngồi tù 5 năm, chịu khổ 5 năm. Nếu anh không giành được những thứ đã mất thì anh có lỗi với bản thân mình quá. Đại ca, làm gì vậy? Tôi hỏi anh một người nha, là ai? Vị tiểu thư nhà họ Tô. Tôi không biết. Nè, đừng có đi. Không lâu trước, vị tiểu thư từng về, còn sinh một đứa bé trai, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị cô gia. Cậu nói coi chuyện này có lạ không? Bọn tôi làm người làm cũng không dám hỏi. Nhưng mà không lâu sau đó, nhị tiểu thư ôm đứa bé mới sinh rời khỏi nhà. Đi đâu thì không ai biết hết. Nhanh lên, đợi mình với. Sao cậu chậm vậy? Nhanh lên đi, chờ mình với. Làm gì vậy? Nè ông lão, tôi có chuyện này muốn hỏi. Ở đây có cô giáo nào tên là Tô Vũ Hàm không? Không có. Không có sao? Tôi nghe nói cô ấy dạy học ở đây. Nè, không được vào. Trên đó có viết, không có sự cho phép, không phải giáo viên, nhân viên của trường thì không được vào đây. Anh nhìn cho kỹ đi. Quy tắc cái gì chứ, tôi tự tìm. Tôi nói không là không. Sao đây, muốn gây chuyện sao? Đi đi, mau đi đi. Nè, ông đừng có động vào tôi đó. Đi đi. Được rồi, được rồi. Kỳ cục. Đúng là rác rưởi. Đi giày da mặc vest thì giỏi lắm sao? Thiệt tình. Xin lỗi. Chú Vương, sao vậy? Ai làm chú tức giận sao? Lúc nãy có một kẻ tìm cô Tô cái gì Hàm đó. Tôi nói không có người này, anh ta liền nổi giận. Cô coi có tức không? Cô Đinh à, cô nói coi kiểu người như vậy có đáng ghét quá không? Tiên sinh cho hỏi, anh tìm cô Tô Vũ Hàm sao? Phải đó.
Cô quen cô ấy sao? Vậy anh với cô Tô Vũ Hàm, chúng tôi là bạn. Bạn sao? Anh tìm cô ấy có chuyện gì? Anh ửm ở cái gì chứ? Anh không nói cho tôi anh tìm cô ấy có chuyện gì, sao tôi nói cho anh nghe được chứ? Không nói đúng không? Không nói thì thôi. Nè, thật ra ông chủ của tôi muốn tìm cô ấy. Ông chủ của anh sao? Ông chủ của tôi là giám đốc Tiêu của bất động sản Tiêu Thị. Giám đốc Tiêu nói mấy năm nay không gặp cô Vũ Hàm, anh ấy rất nhớ. Tô Vũ Hàm tôi quen không phải là tiểu thư gì nữa rồi. Cô ấy đã hơn 50 tuổi, là quá phụ hơn 30 năm, không phải là người các anh cần tìm đâu. Xin lỗi nha, đã làm anh thất vọng rồi. Qua đây rửa tay đi. Vừa về đã chơi sao? Nè Vũ Hàm, chị dâu, bác gái, Khang Khang ngoan. Vũ Hàm, lúc nãy Quốc Đông gọi điện thoại về nhà, nói có người tên Đinh Thiến gọi điện đến trường tìm cô. Cô ấy nói có chuyện gì không? Không có. Nhưng mà anh Mai đưa số điện thoại nhà cô cho cô ấy rồi, nói không chừng chút nữa sẽ gọi đến. Cô coi, mới nói điện thoại đã reo lên rồi. Chị dâu, chị giúp em trông coi Khang Khang nha. Khang Khang chơi với bác nha. Dạ, Khang Khang ngoan thiệt đó. Alo, Vũ Hàm, tôi là Đinh Thiến đây. Đinh Thiến có chuyện gì? Tiêu Kiếm cử người tới tìm cô đó. Tiêu Kiếm cử người tới trường tìm tôi sao? Người đó nói anh ta là chủ bất động sản Tiêu Thị. Tôi nghĩ là anh ta, không sai được đâu. Tiêu Kiếm đã ra khỏi tù rồi sao? Chắc chắn là như vậy. Người đó nói giám đốc Tiêu lâu rồi không gặp cô, cho nên rất nhớ cô. Tôi có thể khiến anh chết một lần, thì cũng có thể khiến anh chết lần thứ hai. Đừng mà. Vậy anh ta tìm tôi có chuyện gì không? Có khi nào vẫn chưa từ bỏ ý đồ với cô không? Không lẽ anh ta chưa nghe nói sao? Tôi đã có chồng sinh con rồi mà. Anh ta tìm tôi làm gì? Vậy cô có gặp hay không? Đương nhiên là không rồi. Vũ Hà mà, cô mau qua đây. Đến đây. Đinh Thiến, tôi có việc rồi, chút nữa tôi gọi cho cô nha. Nè, sao vậy? Cô mau xem Khang Khang sao vậy? Nè con trai, con bị gì vậy? Đừng dọa mẹ mà. Sao con lại như vậy chứ? Khang Khang, Khang Khang, con làm sao vậy? Cắn vào đi. Khang Khang, Khang Khang, sao con lại như vậy chứ? Mau đưa tới bệnh viện đi. Được, mau đi. Khang Khang à, con trai của tôi mấy hôm nay đúng là hơi sốt. Cho uống thuốc hạ sốt thì nó không sao, sao hôm nay tự nhiên lại như vậy rồi? Phải đó, trẻ con ốm sốt đau bụng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà nó chưa bao giờ như vậy cả. Bác sĩ à, thằng bé bị bệnh gì vậy? Theo chẩn đoán thì đứa trẻ này có thể bị động kinh. Bị động kinh? Không đâu, bác sĩ. Con trai của tôi bình thường sức khỏe có hơi yếu, nhưng mà cũng không thể nào mắc loại bệnh này được. Sao nó lại bị chứng động kinh chứ? Phải đó bác sĩ. Một đứa trẻ bình thường sao tự nhiên lại như vậy chứ? Có thể là di truyền của bố hoặc mẹ, cũng có thể là vì sốt cho nên để lại di chứng. Nguyên nhân chi tiết còn phải kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ à, vậy cho con tôi dùng loại thuốc tốt nhất đi. Tốt nhất đó, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được. Tôi đều trả được. Phải đó, trước mắt thì không có thuốc chữa trị tận gốc. Cũng có nghĩa là bệnh này sẽ đi theo nó cả đời sao? Phải. Nhưng chỉ cần chăm sóc cho kỹ vào thì chứng động kinh sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Điều phải chú ý bây giờ là cố gắng không để đứa bé ở một mình. Nếu phát tác, đừng kéo tứ chi của nó mạnh, cứ để nó nằm nghiêng để tránh ảnh hưởng tới đường thở. Biết rồi. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn. Thank you.
Khang Khang nó còn nhỏ như vậy, cuộc đời sau này của nó phải làm sao đây? Xe đi tới núi chắc chắn sẽ có đường. Nhìn biết Khang Khang là đứa trẻ có phúc. Không sao đâu, tôi hiểu. Sau này tôi phải chăm sóc cho nó kỹ hơn một chút. Nhưng mà tôi chỉ có một mình, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ tình hình loạn lạc như vậy, còn có tôi và anh Mai của cô nữa. Chúng ta chăm sóc nhau, không sao đâu. Nè con trai, con trai, Khang Khang con có sao không? Có đau chỗ nào không? Đau chỗ nào con nói với mẹ đi, có đau không? Khang Khang không có đau đâu. Vậy thì con phải cẩn thận chứ. Sau này lúc chơi phải cẩn thận một chút có biết không? Khang Khang đã nói rồi, thằng bé không đau. Được rồi con đi chơi đi, chơi cho đàng hoàng, cẩn thận một chút đó. Cẩn thận nha con. Cô căng thẳng quá. Thằng bé nó còn nhỏ, kiểu bệnh này lại không trị tận gốc, nó sẽ đi theo đứa nhỏ cả đời. Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà con trai của tôi lại phải bị loại bệnh này chứ. Cô đừng có mê tín. Bác sĩ nói rồi nó sẽ không sao. Có lẽ là di chứng do bị sốt, cũng có thể là di truyền. Nhà của tôi không có ai bị bệnh này cả, không có ai bị bệnh này hết. Vậy liệu có phải là bên bố của thằng bé không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Con trai, chiến tranh xảy ra, Bắc Bình chắc chắn sẽ hỗn loạn. Lần trước bọn Nhật đã đánh tới Giáp Bắc, tôi thật sự là vô cùng lo lắng. Mẹ à, không sao đâu, Bắc Bình vẫn còn xa lắm. Cùng trong một đất nước, cho dù chỗ nào bị động thì cũng sẽ hại người. Tuấn Kiệt à, con hay đi lại bên ngoài, còn có tin tức gì không? Bây giờ thế cục rất hỗn loạn, vẫn chưa có tin tức chính xác. Nhưng mà chiến tranh có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển. Con không biết lô bột mì vận chuyển tới Hoa Bắc có bị ảnh hưởng hay không. Alo, má Tiết, có giám đốc Phương ở đó không? Có, chờ một chút. Cô Gia có điện thoại. Được. Alo, giám đốc Phương, tôi là Hoa An. Hàng đã được chuyển tới nơi rồi. Được, vất vả rồi. Vậy anh Tăng làm gì nghỉ ngơi đi. Dạ, tạm biệt giám đốc Phương, tạm biệt. Ai gọi vậy? Phó giám đốc Hoa. Anh ấy chủ động theo dõi đơn hàng, nói với anh đơn hàng đã đưa tới Hoa Bắc thành công. Người của mình đúng là người của mình, vào lúc quan trọng nhất sẽ thấy rõ là người ra sao. Nhưng bây giờ con vẫn lo, lô bột mì chuyển tới Gia Hưng và gia đình, liệu có tới đúng hạn hay không? Trường Giang ở phía Nam chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tình hình thay đổi mỗi ngày, không ai biết được đâu. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý để sống khổ. Sợ gì? Con từng ngồi tù, sợ gì sống khổ? Nhưng cậu nói cũng đúng. Chúng ta chuẩn bị tâm lý sống khổ, lỡ đâu sau này không quen, như vậy thì khó sống lắm. Mẹ, mẹ ăn đi, bớt nói lại. Ăn gì mà ăn. Má Tiết, sau này nhà chúng ta ăn mì Dương Xuân. Chút nữa thì quên, nhà chúng ta còn có một cao thủ nấu mì Dương Xuân. Nói đủ hay chưa? Ăn cơm cũng không chặn được miệng của cô.
Ăn tiếp đi con. Chỗ này cô sửa lại đi. Dạ. Bộ biên tập có tin lớn, có người ăn bột mì của xưởng bột mì Đại Phát bị thổ tả nằm viện rồi. Được, mau đến đi, tôi đợi mấy anh ở bệnh viện. Được rồi. Chủ biên, tôi thấy như vậy là sửa được rồi. Chủ biên, chủ biên, có người cung cấp tin tức nói rằng ăn đồ của xưởng bột mì Đại Phát bị thổ tả, có rất nhiều người đang nhập viện đó. Hình như chuyện này không được đơn giản, đây là tin lớn đó. Mau đối chiếu và theo dõi đi. Thông báo với biên tập mỹ thuật để lên tin đầu đi. Dân, bột mì Đại Phát là thương hiệu lâu đời, sao lại có chuyện này kia chứ? Ai cũng ngủ như chết, không ai nghe điện thoại sao? Biệt thự nhà họ Tô. Đại tiểu thư, tôi là Hoa An. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh muốn làm mọi người tỉnh giấc sao? Xin lỗi, tôi tìm giám đốc Phương có chuyện. Giám đốc Phương ngủ rồi, có chuyện gì mai nói. Chuyện này không nhỏ đâu. Đại tiểu thư để giám đốc Phương nghe điện thoại đi. Và anh có chuyện gì thì nói với tôi cũng được. Lô bột mì ở gia đình Gia Hưng có vấn đề rồi. Anh xử lý là được rồi. Tôi mà xử lý được thì tôi đã không làm phiền tới giám đốc Phương. Tôi đã nói giám đốc Phương đang ngủ, có chuyện gì mai nói. Anh dậy khi nào đó? Có chuyện gì? Giám đốc Phương, lô bột mì ở gia đình Gia Hưng có vấn đề. Khách hàng ăn xong bị thổ tả. Vậy thì cũng không chắc là vấn đề của bột mì. Bên buôn bán lúc quảng cáo sản phẩm, có mấy bệnh nhân tới bệnh viện khám, nói ăn bột mì thử xong thì bắt đầu đi ngoài. Sao có thể chứ? Quản lý sản phẩm của chúng ta lúc nào cũng rất khắt khe, sao có thể mắc lỗi như vậy? Tôi cũng cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Số bột mì còn lại đã bị đơn vị liên quan mang đi xét nghiệm rồi. Chắc chắn mà sẽ có kết quả. Vậy được, giữ liên lạc. Có tin gì phải báo cho tôi nhanh. Tôi biết rồi. Giám đốc Phương, giám đốc Phương, anh coi. Chuyện xảy ra đêm qua, hôm nay đã đăng tin. Rõ ràng là có người chuẩn bị trước. Lẽ nào có âm mưu sao? Nếu là thời Thái Bình thì tôi không dám nói. Nhưng giờ là lúc đất nước lâm nguy, ai cũng không lo nổi bản thân, sao lại rảnh hơi như vậy chứ? Phải đó, chỉ trách bọn phóng viên này quá nhạy cảm thôi. Xin lỗi, tình hình khẩn cấp, không báo đã vào. Tới rất đúng lúc, tôi đang muốn tìm anh. Anh nói trước đi. Tin tức của mấy người này nhạy bén thiệt đó. Là có người gọi báo tin cho tòa soạn. Là ai? Không biết. Nhưng mà sau khi kiểm tra, đúng là có chuyện này đúng không? Báo cáo xét nghiệm còn chưa có. Không có bằng không có chứng mà ai đã viết báo như vậy rồi. Rất không công bằng với Đại Phát chúng tôi. Tôi tới để nói với anh biết, có kết quả rồi. Vấn đề nằm ở bột mì Đại Phát các anh. Không thể nào. Kết quả xét nghiệm là trong bột mì có ba đậu. Ba đậu gây ra thổ tả được sao? Ba đậu mài thành bột, cho vào bột mì, rất khó để phát hiện. Vậy nên đây không phải là chuyện ngoài ý muốn đâu. Là có người cố tình để mà muốn hại Đại Phát. Bột mì Đại Phát có lịch sử hàng trăm năm, có vấn đề về chất lượng. Sau khi ăn thử có tình trạng thổ tả nghiêm trọng. Sau khi xét nghiệm, đúng là ở trong bột mì có bột ba đậu. Đơn vị liên quan đã bắt đầu điều tra. Nhưng người dân đã nghi ngờ về chất lượng của bột mì Đại Phát. Tiếp theo là chúng tôi sẽ báo những tin tức khác. Phương Tuấn Kiệt, lần này tôi xem anh làm như thế nào đây. Bao nhiêu năm nay, Đại Phát của chúng ta đã đối diện với rất nhiều thử thách. Đó là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Chúng ta khắc phục được mọi khó khăn, thành tích nhiều lần phá kỷ lục. Tới giờ, bản đồ tiêu thụ của chúng ta đã mở rộng đến tận Tây Bắc. Thành tích không thể chối cãi. Đây chính là thành quả của sự nỗ lực của tất cả chúng ta.
Cho nên chúng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì phá hoại danh dự của Đại Pháp. Tin ngày hôm nay mọi người đều đã nghe nói rồi chứ? Chuyện này sao có thể chứ? Ai đã bỏ ba đậu vào trong bột mì, tốt nhất là đứng ra tự thú đi. Đừng có tâm lý ăn mây. Lưới pháp luật lồng lộng, chắc chắn không thoát được lưới pháp luật đâu. Có khách thăm từ Nam Kinh, có khách thăm từ Nam Kinh, chắc chắn là ông chủ trương của Hồng Tường. Trưởng Ban Chu, ở đây tôi giao lại cho ông nha. Tôi không chồng cho nữa. Chuyện tốt ai đã làm thì đứng ra đi. Sao vậy? Có gan bỏ thuốc vào mà không có gan để đứng ra sao? Nghe đây, đây là cơ hội cuối cùng. Tới khi cảnh sát mà tìm ra được, ông trời nhất định sẽ không cứu được đâu. Vương Tiểu Mao,